Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là đầy đủ các phiên bản khác nhau của mẫu xe Exciter 1.5 trong hệ thống van biến thiên D-Way có ABS và không có ABS của năm 2024. Và ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp những mẫu xe này tại Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ cụ thể 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và đối diện với chợ trung tâm của thành phố. Từ những phiên bản cao cấp màu đen nâu rất đẹp và cuốn hút các bạn đang theo dõi. Phiên bản này không có ABS các bạn nha. Ngàm phanh 2 bít tông, cẩm sạc và chìa khóa thông minh thì có đầy đủ. Tiếp đến là một cái phiên bản màu đen bóng cũng rất đẹp luôn. Đây là một phiên bản tiêu chuẩn của năm 2024. Phiên bản này sử dụng chìa khóa thường, ngàm phanh 1 bít tông và không có cổng sạc 12V. Những màu sắc tiêu chuẩn rất đẹp. Đây là phiên bản phanh chống bó cứng ABS các bạn đang theo dõi trên màn hình. Phiên bản màu xanh dương. Phiên bản này thì full option luôn, đầy đủ các nội dung. Tiếp đến tiếp theo là một phiên bản màu vàng, cực kỳ đẹp và cuốn hút của năm 2024. Phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn, tương tự như phiên bản màu đen bóng. Tiếp tục là một phiên bản phanh chống bó cứng ABS, phiên bản màu đen bóng nhám, có cả màu bóng và có cả màu nhám. Trang bị hệ thống phụ cặp mâm xe màu vàng đồng, đỏ bóng cũng tiêu chuẩn tương tự như vậy. Các bạn có thể nhìn cận cảnh trên màn hình. Tí mình sẽ quay thêm một số các phiên bản màu sắc khác nữa để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Về cơ bản thì mẫu Exciter phiên bản 1.5 trong thời điểm hiện tại tháng 12 của năm 2023 thì vẫn đang giữ mức giá bán ngang bằng giá bán đề xuất của hãng các bạn nha. Không thay đổi quá nhiều. Tiếp tục phía bên đây là những phiên bản Monster Energy này, giới hạn này, rồi hai phiên bản ABS nữa để các bạn có thể theo dõi. ABS thì có màu trắng và màu xanh nhám, một màu sắc lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe Exciter phiên bản 1.5. Ngoài ra thì phiên bản màu xanh GP vẫn đang còn hàng phía bên kia của dãy trưng bày các bạn nha. Màu xanh GP các bạn có thể theo dõi, và một phiên bản màu xanh đen cao cấp nữa cũng có luôn. Có nghĩa là đầy đủ các màu sắc luôn của năm 2024, bao gồm có tổng cộng là 12 màu sắc khác nhau của mẫu xe Exciter phiên bản 1.5 này. Tiêu chuẩn sẽ là combo gồm 3 màu sắc: đỏ bóng, vàng bóng và đen bóng. Cao cấp cũng có 3 màu sắc: đen nâu, xanh đen và phiên bản màu đỏ đỏ đô. Và ABS sẽ có 4 màu sắc các bạn nha, bao gồm có màu xanh như các bạn đang theo dõi trên màn hình, màu đen nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình, và ngoài kia có 2 phiên bản đấy là màu trắng và màu xanh nhám. Riêng có giới hạn có 2 màu sắc là màu xanh GP và phiên bản Monster Energy. Đây là đầy đủ các màu sắc đang có mặt đại lý, các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Với mẫu xe Exciter phiên bản 1.5 trong lúc này là một mẫu xe được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi mẫu xe này, cái tính đa nhiệm của nó khá là cao. Dù các bạn đi tour đi phượt hoàn toàn ok. Rồi yêu thích tốc độ lựa chọn cũng được, bởi sản sinh ra công suất rất là lớn lên tới 17,9 mã lực. Rồi các bạn đi đường thành phố thì không còn gì phải bàn cãi với dòng xe Exciter này nữa, bởi côn số của nó rất nhẹ và êm các bạn nha. Sau đây thì mình sẽ báo giá cụ thể của mẫu xe để các bạn có thể theo dõi như sau. Với phiên bản cao cấp gồm 3 màu sắc, ngoài màu đen nâu các bạn đang theo dõi trên màn hình có các phiên bản màu xanh đen và đỏ đô. Giá bán hiện tại 51 triệu, phiên bản này không có ABS như mình giới thiệu rồi. Tiếp đến là phiên bản tiêu chuẩn gồm 3 màu sắc: đen bóng, vàng bóng, đỏ bóng. Giá bán hiện tại 48 triệu các bạn nha. Phiên bản này là thấp nhất, chỉ có ngàm phanh 1 bít tông, không có cổng sạc và chìa khóa thường mà thôi. Phiên bản phanh ABS trong thời điểm hiện tại mức giá bán là 54 triệu. Đây là phiên bản màu xanh này, sau đó phiên bản màu đen nhám cũng tương tự như vậy, 54 triệu các bạn nha. Tiêu chuẩn màu vàng rất đẹp luôn, các bạn có thể nhìn ngắm một chút. Những cái màu sắc của phiên bản tiêu chuẩn ấy, mình thấy khá là ok, kể cả những phiên bản cao cấp luôn. Phiên bản phanh không ABS thì nó nhìn những màu sắc nó có vẻ là nổi trội hơn một chút so với những phiên bản có trong hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Bởi lý do tại sao thì rất nhiều video mình đã chia sẻ rồi. Nếu như toàn bộ màu sắc đẹp mà đưa lên hết những phiên bản phanh ABS thì những phiên bản không ABS ai lựa chọn nữa, đúng không? Chắc chắn là như vậy, nên họ sẽ san sẻ đều ra để tăng thêm cái tính tùy chọn khách hàng Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại. Ít tiền vẫn có thể lựa chọn những màu sắc đẹp và cuốn hút. Tiếp đến phía bên đây, phiên bản Monster Energy hiện tại giá bán cao nhất là 55 triệu các bạn nha, 55 triệu. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Hai phiên bản màu sắc phanh ABS ở đây các bạn đang theo dõi trên màn hình, giá 54 triệu trong thời điểm hiện tại.
rất cụ thể để các bạn có thể theo dõi như vậy. Khi đến đại lý, các bạn cứ lưu cho mình này, cứ nói top 5 giới thiệu hoặc là liên hệ trước theo số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý số điện thoại 0983154222. Đâu đó sẽ được giảm giá bán của xe nữa, ít nhất là 1 triệu các bạn nha. Với những cái mẫu xe Exciter phiên bản của cho năm này, cứ đến đại lý đi, nói top 5 giới thiệu, các bạn sẽ được nhận được những món quà tặng ưu đãi hấp dẫn, chế độ bảo hành khác nhau và các cái nội dung về chương trình trả góp lãi suất ưu đãi. Kèm theo đó nữa được hạ giá bán của xe nếu cứ đến đại lý nói top 5 giới thiệu. Lưu ý cho mình như vậy. Hiện tại dòng xe này thiết kế của nó rất đẹp luôn, thừa hưởng thiết kế rất nhiều từ những cái mẫu xe Exciter phiên bản 150 trước đây, đặc biệt là phần mão đầu đèn và cái phần ốp mặt nạ phía trước của xe. Còn về ngang xe và đuôi xe thì vẫn tương tự như phiên bản Exciter 105 của năm 2023 cũ các bạn nha. Hoàn toàn các bạn có thể lựa chọn được. Và là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình đã chia sẻ gửi đến bạn cùng tham khảo rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình. Nếu các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh giá số các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.